tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Facebook Land của Mimi Handmade. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón tay thỏ rất là dễ thương xinh xắn như thế này rồi. Ở cái clip này mình chia sẻ cho các bạn móc một cái đôi giày tay thỏ ngọc này nha các bạn, để phù hợp với cái nón nè. Chúng ta có nguyên một cái combo thỏ cho bé gái nha các bạn. Ở phía sau thì mình có làm cái cục bơm bơm bằng tay nè, mình có hướng dẫn ở clip trước rồi, mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả nha các bạn, để các bạn có thể làm cái cục bơm bơm này để trang trí cho bé thêm phần sinh động nha các bạn. Và móc cái đôi này cũng khá là đơn giản thôi à, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cặn kẽ. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu giày này nha, cũng như là cái mẫu nón tay thỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Và nếu mà các bạn yêu thích cái đôi giày này á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đối với cái đôi giày thỏ ngọc này thì mình sẽ phối hai màu nha các bạn. Màu vàng sẽ là màu chính của mình nè, màu trắng sẽ là màu phối. Và mình móc len miêu cô tông cuộn 125g nè các bạn. Mã màu vàng sẽ là màu số 20 nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình kim móc hai đầu số 3, 4 và mình sẽ móc đầu số 4. Các bạn chuẩn bị thêm kim khâu len nè, kéo cắt len. Và nếu mà các bạn có những cái hạt ngọc trai cỡ nhỏ này nè thì các bạn sẽ làm hạt ngọc nha. Còn không thì mình sẽ buộc cái phần nơ ở cái tay thỏ thôi à các bạn. Cũng khá là đơn giản thôi. Với cái đôi giày này thì chúng ta sẽ sử dụng đế đôi nha các bạn, cho nên là chúng ta sẽ móc là 4 cái miếng đế. Nếu mà các bạn muốn phối khác mình á, ở cái phần đế ở dưới màu trắng, ở trên cái màu vàng thì các bạn sẽ móc là 2 miếng màu trắng, 2 miếng màu vàng nha. Nếu mà các bạn muốn đơn màu như thế này thì các bạn sẽ móc là 4 miếng màu vàng nha các bạn. Và cái size hôm nay mình móc sẽ là size 11cm nè các bạn, với cái số móc xích khởi tạo là 15 mũi nè. Và mình móc trong cái ô màu xanh này. Ở cái clip trước các bạn, mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ càng và chi tiết để sử dụng cái bảng size móc đế giày này nè. Mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần mô tả hoặc là cái phần bình luận là các bạn sẽ thấy cái link móc đế giày à. Và để cho có sự chính xác nhất các bạn thì mình khuyến khích các bạn là nên đo cái bàn chân của bé để mà mình móc cho nó vừa vặn hơn nha các bạn. Mình sẽ đo cái ở phần gót chân của bé nè, đến cuối cái những cái ngón chân để chúng ta có được cái số cm. Và chúng ta sẽ nhìn xuống dưới này, ví dụ như bé nhà bạn là 11cm nè, cái chiều dài bàn chân là 11 thì các bạn sẽ nhìn qua đây và chúng ta sẽ khởi tạo 15 móc xích. Tuy nhiên là có một số bạn á, nhiều khi là móc cái mũi móc nó lỏng tay hoặc là chật tay các bạn, cho nên là cái số cm cái mặt đế ra không có đúng. Nhưng mà các bạn sau khi móc xong á, các bạn nhớ đo lại để chúng ta điều chỉnh lại nha. Ví dụ như chúng ta thiếu nửa cm hoặc là 1cm thì chúng ta sẽ cộng vô 1 đến 2 mũi móc xích nha các bạn. Chúng ta cứ móc như bình thường, chúng ta cũng sẽ dựa vào cái sự chia mũi này nè để mà chúng ta móc hàng 1, hàng 2, hàng 3 móc như thế nào, mình có hướng dẫn rất là kỹ càng rồi. Các bạn sẽ móc cho mình 4 cái miếng đế như thế nha. Sau khi các bạn móc xong á, thì chúng ta sẽ chập đôi hai cái này lại. Bề trái á, chúng ta để vô trong, bề phải chúng ta quay ra ngoài nha các bạn. Chúng ta cũng cắt len, giấu len cho hết đi, xong rồi chúng ta sẽ ốm nè. Cái phần gót thì ốm vào cái phần gót, cái phần mũi giày này chúng ta sẽ ốm như thế này, cho nó đồng đều cái chân móc á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nha. Đâm kim vào một điểm bất kỳ ở cái phần gót giày này các bạn. Các bạn sẽ đâm kim qua chân móc như thế này. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim song song ở cái mặt đế ở phía dưới luôn nè. Chân móc song song với nhau nha các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu vàng qua. Nếu mà các bạn sử dụng cái màu trắng ở phần dưới thì các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua cho mình nha. Chừa lại một cái đoạn len bao nhiêu đây đi các bạn, để chúng ta dễ dàng chúng ta khâu vào trong cái mũi móc nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này, đồng thời cũng đâm kim vào cái chân móc song song ở phía dưới. Các bạn kéo len qua, chúng ta thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục các bạn lại đâm kim vào chân móc kế bên, đồng thời đâm kim vào chân móc song song ở phía dưới. Các bạn kéo len qua và chúng ta lại thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên, đâm kim vào chân móc song song ở phía dưới, kéo len qua và thực hiện một mũi trượt. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho tới hết hàng luôn nha các bạn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ đâm kim
vào song song ở cái phần dưới để chúng ta nối hai cái mặt đế này lại với nhau cho cái đế của chúng ta được cứng cáp hơn nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào sử dụng cái đế xốp chống trơn hoặc là đế nhựa đó thì các bạn chỉ cần là móc hai cái miếng đế thôi, rồi chúng ta sẽ dán từng đế lên cái miếng xốp miếng nhựa đó nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm những mũi trượt cho tới cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Đây, kế bên đó rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ không móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ kéo cái phần len này lên luôn và chúng ta sẽ cắt len. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len cho mình nha. À quên, hồi nãy quên nói cho các bạn là chúng ta sẽ lấy hai cái hạt nút á các bạn để chúng ta cài nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên đây nè. Đây, nửa cái thân chân móc ở bên ngoài nè các bạn, nửa cái nhánh ở bên ngoài nè. Rồi các bạn sẽ để cái len này qua. Rồi tiếp tục các bạn đưa nó trở ngược về bên này, kéo cái len này xuống. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo được một cái chân móc giả ở phía trên này đó các bạn. Các bạn sẽ cột cái phần này lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu len thừa vào trong cái mũi móc nha các bạn. Cắt cái đoạn len này đi, rồi các bạn sẽ giấu cho mình cái cọng còn lại luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục lấy cái phần len màu vàng này nha. Chúng ta sẽ làm cái phần quay ngang nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chừa ra một cái đoạn len dài khoảng 20cm này đi. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Với cái size 11cm này nè các bạn, thì cái quay ngang này nè mình sẽ làm là 18 mũi móc xích nha. Còn nếu mà cái size mà nhỏ hơn mình á, ví dụ như size 10 á, thì các bạn sẽ giảm lại cho mình là một móc xích. Size 9 là giảm thêm một nữa, tức là cái size 9 là giảm 2 là còn 16 các bạn. Thì bắt đầu từ cái size 9cm là 16, 10cm là 17, 1cm là 18, 12cm là 19, cứ như thế là các bạn sẽ cộng lên cho mình nha. Rồi đối với cái bảng này cũng vậy nữa. Cái này là mình làm 8 hàng mũi móc đơn nè các bạn. Thì cái size nhỏ hơn á, các bạn có thể là làm 6 hàng, 7 hàng mũi móc đơn ha. Cái size mà lớn hơn thì các bạn cứ cộng 1, 2 hàng mũi móc đơn nữa cho mình là được. Tại vì cái chỗ này cũng tùy theo sở thích nè các bạn. Các bạn muốn mảnh á, thì chúng ta sẽ móc ít hàng hơn. Và muốn dày thì các bạn sẽ móc nhiều hàng hơn. Như vậy thôi ha các bạn. Rồi từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình là 18 mũi móc xích nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Sau khi các bạn móc được 18 mũi, các bạn sẽ móc lên thêm cho mình một mũi nữa. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 18 này, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Chúng ta sẽ xoay ngược cái này lại. Ở phía sau nó có phần nhô lên nè các bạn. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên để mà chúng ta móc nha. Để cái hàng này chúng ta sẽ không cần phải viền lại. Nè các bạn, cái chân móc của chúng ta còn y nguyên ở dưới nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm một mũi móc đơn. Tiếp theo các bạn lại đâm kim vào cái phần nhô lên ở chân móc kế tiếp á. Các bạn lại móc một mũi móc đơn. Và tương tự như thế các bạn lại móc đến cuối hàng nha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn cho cái hàng móc thứ nhất này. Đã móc xong tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên này, lại móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Và cứ như thế lặp lại đến cuối hàng nha các bạn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc là mỗi mũi móc đơn. Rồi khi mà đến cuối hàng rồi, các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào chân móc thứ nhất, quay ngược cái đầu móc lại các bạn. Các bạn làm hàng thứ ba cũng làm tương tự như hàng thứ hai này nè. Mỗi chân móc là chúng ta lại móc một mũi móc đơn nha. Các bạn sẽ làm liên tục như thế đến hàng thứ 8 luôn.
là chúng ta sẽ có 8 hàng móc. Và bây giờ là mình tiến tới gần tới cuối hàng luôn rồi nè các bạn. Đang ở hàng thứ 2. Làm thêm hàng thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8 nữa và chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Đây, các bạn lại móc lên một mũi xích, quay ngược cái đầu móc này lại nè, đâm kim vào trong móc đầu tiên, đâm kim vào trong móc thứ 2 và cứ như thế làm hết hàng thứ 3 và liên tục đến 8 hàng. Mình đã móc xong 8 hàng móc mũi móc đơn rồi nè các bạn. Các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu vào nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm mà chúng ta cần khâu nha. Ở đây nè các bạn, thì các bạn có thể là tùy ý là làm cái này các bạn muốn nhỏ hay là muốn rộng thì cái đó là do các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh ở cái phần ở giữa mặt đế nè các bạn. Đây, canh chỉnh cái ở giữa này. Các bạn đếm qua bên trái này nè, ở size 11 ha. Các bạn sẽ đếm cho mình ở bên đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâm kim vào, đánh dấu vào cái chân móc thứ 6 này nè, 2, 4, 6. Đâm kim vào đây. Rồi, bên đây các bạn cũng sẽ làm tương tự, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đâm kim vào cái chân móc thứ 6 này. Rồi, chúng ta sẽ chừa ra hai bên như thế nha các bạn. Cái này để mình lấy cái phần đánh dấu này đi các bạn. Lấy hai cái cây này thấy ghê quá rồi các bạn. Đây, chúng ta sẽ đánh dấu lại cái điểm này. Và bên đây chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại cái điểm này. Hai cái phần đế á, các bạn sẽ làm tương tự như thế nha. Chúng ta đếm bên cái đế này bao nhiêu mũi á, thì cái đế bên kia các bạn cũng sẽ chừa ra bấy nhiêu mũi cho mình nha. Rồi. Rồi như vậy là từ cái điểm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình sẽ làm ở cái phần kế bên này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần lấy cái phần này đi. Các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len nha. Rồi, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên chỗ cái điểm mà chúng ta đã đánh dấu nha các bạn. Rồi kéo cái phần này ra nè. Giờ chúng ta tháo cái này ra luôn cũng được nữa. Rồi, các bạn làm một lần nữa ở cái chân móc đầu tiên này nha, để mà cho nó chắc chắn hơn các bạn. Ở cái chân móc kế tiếp nè, các bạn lại đâm kim song song vào cái chân móc thứ hai ở cái phần mặt đế. Và các bạn sẽ kéo cái phần len này qua. Tiếp tục đâm kim vào cái chân thứ ba của cái phần mặt đế bên đây. Tiếp tục đâm kim vào cái chân thứ tư nè. Rồi chân thứ năm. Rồi tiếp tục chân thứ sáu. Chân thứ bảy. Chân thứ tám. Rồi chân thứ chín nè các bạn. 8 hàng nhưng mà mình làm là 9 chân móc luôn. Rồi, bây giờ các bạn lại xoay qua đây. Các bạn lại đưa cái phần len này nè vô phía trong. Rồi, các bạn sẽ luồn nó vô trong đi. Rồi, chúng ta sẽ giấu nó vào trong cái mũi móc ở dưới này nha. Rồi, chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi. Ốm qua bên đây nè các bạn, nó sẽ đồng đều nè. Chúng ta sẽ bỏ cái chân móc mà chúng ta đánh dấu nha. Chúng ta sẽ làm cũng 9 chân móc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đâm kim vào cái chân móc thứ 9 này nè. Rồi các bạn xỏ cái phần len này, khi mà xỏ xong á các bạn cứ kéo nó qua như thế nha. Rồi chúng ta đã
đã được cái sự đồng đều nè các bạn. Những cái size khác thì các bạn cũng sẽ đánh dấu như thế cho mình nha. Nếu mà các bạn muốn làm 10 thì các bạn sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5 như vậy nha các bạn. Còn các bạn muốn rộng hơn á thì các bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mỗi bên 7, 7 như vậy á cho nó dễ. Và cái chân móc đầu tiên lúc nào thì các bạn cũng sẽ làm thêm một lần nữa nha. Rồi, chân móc kế bên nè, các bạn lại tiếp tục chân móc thứ hai á, và chân móc thứ ba, chân móc thứ tư. Năm, sáu, bảy, tám. Rồi chân móc chính nè các bạn, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên nhất luôn nè, đâm kim qua cái nguyên cái chỗ này nè đó. Rồi các bạn đâm kim vào cái chân móc thứ chín này, rồi tháo cái này ra nè các bạn, làm thêm một lần nữa ở chỗ này cũng được nữa nè, còn không thôi thì mình sẽ giấu luôn đi. Chúng ta sẽ giấu luôn đi các bạn, tại vì nó ở phía trên này mắc công quá. Giấu vô phía trong này nha. Rồi các bạn sẽ làm thêm vài đường nữa cho mình. Rồi các bạn sẽ kéo qua luôn. Rồi xong rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần len này nha. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cái form dép như thế này nè các bạn. Chúng ta sẽ làm cái phần ở phía sau gót nha. Chúng ta sẽ móc từ cái điểm này. Ở cái bên cái chiếc nào các bạn cũng sẽ làm giống hệt như thế luôn nha. Làm giống hệt nhau hết luôn. Chỉ có cái phần dây quai này nè các bạn, thì mình cái dây quai này mình móc riêng. Cho nên là khi mà xài cái này là bên trái rồi thì mình sẽ quay cái chỗ cài nút là bên trái, còn mình cài cái bên phải thì mình quay cái cài nút là bên phải thôi. Hoàn toàn hai cái chiếc dài này sẽ giống nhau hết nha các bạn. Chỉ có cái dây quai là mình để nó khác nhau thôi. Rồi ở điểm này các bạn sẽ đếm ra cho mình là 4 chân móc nè, 1, 2, 3, 4, móc vào cái chân móc thứ 5 này nè các bạn, đâm kim vào cái chân móc thứ 5 này. Các bạn sẽ móc liên tục cho mình là 20 mũi móc đơn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái phần len này qua nè, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn lại móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn kéo cái phần len này cho nó chặt lại nha. Rồi chúng ta cứ việc là đâm kim vào cái chân móc ở phía trên này các bạn. Đây, chân móc thứ hai của chúng ta, thứ ba, thứ tư, thứ năm, làm liên tục 20 chân móc nha các bạn. Ở mỗi size thì cái phần gót này có thể là nó sẽ gia giảm 1-2 chân móc á, thì các bạn cứ cộng lên cho mình nha. Ví dụ như cái size mà nhỏ hơn á thì các bạn có thể là làm 19 nha, 19, 18. Còn size lớn hơn các bạn có thể là làm 22, 23, 24 nha các bạn. Tại vì cái mặt đế này nè, chúng ta có cái chiều dài khác nhau, cái số móc xích khởi tạo cũng khác nhau đó, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái phần ở trên này nè các bạn. Thì mỗi size nó chênh lệch là 1 đến 2 mũi á. Rồi bây giờ chúng ta đã được 2 mũi móc đơn rồi. Làm một mũi móc đơn thứ ba ở cái chân móc thứ ba nha các bạn. Và các bạn lại làm liên tục cho mình tổng cộng là 20 mũi móc đơn. Mình đã móc tới cái chân móc thứ 20 nè các bạn. Và bên đây các bạn nhìn nè, nó cũng sẽ còn lại là 4 cái chân móc ở đây, giống hệt như bên đây nè các bạn. Nó đều nhau hơn ha. Các bạn cũng sẽ canh cái điểm như thế cho mình nha. Các bạn móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên các bạn cũng sẽ móc là một mũi móc đơn, kế tiếp một đơn, tiếp theo một đơn, và các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Rồi các bạn cũng sẽ lên một mũi móc xích và chúng ta lại móc cái hàng thứ ba 20 mũi móc đơn y hệt như là cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai.
tiếp tục lên hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám mà mình sẽ gặp lại các bạn ở cái hàng móc thứ tám nha. Ví dụ như size 9cm thì gặp mình ở hàng móc thứ 6 nha các bạn. Còn size mà 10cm thì ở hàng móc thứ 7. Size mà lớn hơn mình thì gặp ở hàng móc thứ 9 nha. Và bây giờ các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng rồi lên nhiều hàng móc nữa cho mình nha. Mình đã móc tới cái hàng móc thứ 8 rồi nè các bạn. Ở hàng móc thứ 9 này chúng ta sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối nha các bạn. Để cho cái phần gót này nó không có bị bè ra, các bạn cũng móc lên một mũi móc xích nè. Quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua, giữ nguyên như thế này. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai, kéo len qua. Và chúng ta đã được 3 vòng len trên kim, chúng ta sẽ kéo qua hết một lượt luôn nha các bạn. Rồi, những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha. Cuối hàng các bạn lại chùi ra hai chân móc cho mình để mình chụm hai cái chân cuối đó lại thành một chân móc nha các bạn. Đây, mình sẽ cùng với các bạn móc. Hồi nãy là mình có đọc cái số hàng cho các bạn đó. Thì cái hàng cuối này các bạn cũng sẽ làm giống hệt như mình nha. Rồi, còn hai chân móc cuối cùng nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc kế cuối kéo len. Đâm kim vào chân móc cuối kéo len. Và kéo qua 3 vòng len như thế này. Các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái len thừa này vào trong cái mũi móc luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn làm cái hạt ngọc á các bạn, hoặc là cái này là mình trang trí hạt ngọc nè, còn cái phần nút á, nếu mà các bạn lấy cái phần nút các bạn làm bằng cái này luôn cũng được nè, nhưng mà tại vì nó cái phần bên cái này là mình làm bên trái rồi, cho nên là cái phần màu vàng này mình phải cắt cái đoạn len này á các bạn, để mình một lát nữa mình làm cái nút ở bên phía bên phải này nè. Còn nếu mà các bạn làm cái phần kia thì các bạn cứ chừa lại cái đoạn len này để các bạn khâu cái phần hạt ngọc đó vô cũng được. Còn nếu mà các bạn không có cái hạt ngọc size to đó thì các bạn sẽ đơm cái phần nút cho mình, thì các bạn đơm nút bằng chỉ đi cho nó tiện cũng được nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này đi các bạn. Rồi, chúng ta đã được một cái form như thế này. Rồi, kệ nó nha các bạn. Tại vì một hồi nữa, khi mình làm cái ở chính giữa này nè, rồi cái mình cài cái dây quai thì nó sẽ đứng form à. Và bây giờ các bạn sẽ chia cái phần này ra làm ba cho mình nè. Cái này là chúng ta có số mũi móc khác nhau, các bạn cứ chia đều ra 3 phần cũng được nha. Và cái chỗ này các bạn có thể là làm nè các bạn, 4 mũi móc đơn cũng được, 5 mũi móc đơn cũng được, 6 mũi móc đơn cũng được, cho các bạn chia ra cho nó phù hợp nha. Ở đây là 18 chân móc nè các bạn, thì mình sẽ chia làm 3, là mỗi một phần là 6 chân móc. Thì mình sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 7 nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc thứ 7. Đếm lại 2, 4, 6 nè. Đâm kim vào chân móc thứ 7. Thì cái chân móc này mình lại đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ móc tới cái điểm này. Rồi, như vậy thì chúng ta vẫn còn lại là 2, 4, 6 bên đây. Như vậy là nó đều hơn rồi đó các bạn. Còn nếu mà các bạn số nó lẻ lẻ thì các bạn cứ làm cho mình 4 mũi hay là 5 mũi gì cũng được hết nha. 4, 5, 6 gì cũng được hết. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần len vàng nè, các bạn kéo cái phần này qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào trong móc đó các bạn. Các bạn móc một mũi móc đơn cho mình nha. Trong móc thứ 2 một mũi móc đơn, trong móc thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 nè. Rồi, các bạn cắt cái đoạn len thừa này đi. Rồi, chúng ta sẽ không cần lên móc xích nha các bạn. Quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn lại móc một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ 2 một mũi móc đơn, chân móc thứ 3 một mũi móc đơn, thứ 4
thứ 5 và thứ 6. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cho đủ 6 chân móc. Rồi các bạn lên thêm cho mình hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, hàng thứ 6 đến hàng thứ 13 nha các bạn. Rồi các bạn lại quay ngược cái này lên nè. Móc vào chân đầu tiên. Ở hàng thứ 3 nè các bạn, làm hết hàng thứ 3 và thêm 10 hàng nữa nha. Mình đã móc tới cái hàng móc thứ 13 nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích nha, kéo và cắt len. Cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu nha các bạn. Các bạn sẽ xỏ len vào cái kim khâu len nè. Rồi, các bạn sẽ khâu lại cho mình. Ở cái hàng nhỏ hơn á các bạn, size nhỏ hơn các bạn có thể là làm 12 cho mình nha. Còn cái size lớn hơn thì tăng thêm cho mình. Rồi, ở cái điểm đầu tiên nè, các bạn luồn qua. Và chúng ta luồn từ ở phía trên xuống cái trong móc như thế này nè các bạn. Kéo cái len này qua, luồn xuống bên đây, kéo len này qua. Mẫu này đơn giản mà đúng không các bạn? Rồi, cái chân cuối cùng nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ luồn qua bên cái chỗ này. Rồi, quay lại. Rồi, các bạn sẽ đưa nó qua đây. Rồi, chúng ta đưa lên chân móc này một xíu đi. Để cho nó chắc chắn hơn nữa. Và cắt len đi các bạn. Và chúng ta đã có được cái phần xỏ cái quai cài nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc cái quai cài trước nha. Đây. Để ở bên đây đi. Các bạn lấy. Các bạn sẽ móc cái dây quai này nè bằng với cái số số mũi mà chúng ta đã móc cái hàng đầu tiên nha các bạn. Số mũi móc đơn á. Ở đây là mình sẽ móc là 20 mũi nha. Rồi các bạn sẽ móc lên 20 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm 2 mũi móc xích nữa. Quấn len, đâm kim vào trong móc thứ 20. Các bạn cũng sẽ quay lại phía sau nè các bạn, đâm kim vào cái phần nhô lên á. Các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần nhô lên này 2 mũi nữa kép cùng một chân móc nha. 1 nè. 2. Rồi, chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi nữa kép. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mỗi mũi nữa kép. Ở cái mũi nửa kép này các bạn cũng sẽ gài nút nhỏ được á các bạn. Nhưng mà một lát nữa chúng ta sẽ làm một cái lỗ chính để mà chúng ta gài nha. Còn nếu mà các bạn bán nữa thì các bạn có thể là tận dụng cái mũi nửa kép này để các bạn gài cũng được nữa. Tại vì không có vừa cái gài chính á thì chúng ta sẽ gài những cái phụ ở khoảng trống của những cái khoảng chỗ giao nhau của hai mũi nửa kép đó các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng nha. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chân móc cuối cùng này đang có một mũi nửa kép nè. Chúng ta sẽ móc thêm hai mũi nửa kép nữa vào đây nha. 1 2. Khi chúng ta được 3 mũi nửa kép á, các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim đi. Đâm kim vào cái lỗ của 3 mũi nửa kép này nè. Các bạn lại móc thêm cho mình 3 mũi nửa kép. 1 2 3. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào từng chân móc ở cái phía đối diện nè các bạn. Các bạn sẽ móc liên tục mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Tới cuối hàng cái chân móc cuối cùng á, các bạn sẽ móc vào đó
4 mũi nửa kép cho mình nha các bạn. Nẹp cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc luôn nè. Tại vì chúng ta đâm kim vào cái phần nhô lên đó các bạn, cho nên là khi mà đảo lại cái vòng đối diện này nè, thì cái chân móc của chúng ta nó hơi hơi kín á, cho nên là nó hơi khó. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng cho mình nha. Rồi chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ móc thêm cho mình 4 mũi nửa kép nha. 1 2 2 rồi đó các bạn, 3 4. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Hồi nãy lúc đầu là chúng ta đã móc 2 mũi nửa kép rồi, chúng ta móc thêm 4 mũi nữa là 6 mũi. Ở đây là có 6 mũi rồi nè các bạn, nó đều rồi đó. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi. Rồi chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài nha các bạn, để mà chúng ta khâu vào trong. Rồi các bạn cắt đi cái phần len mà nãy chúng ta đã nẹp vào nè. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái kim khâu len nha. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len đi. Rồi khi mà các bạn muốn nó bên phải á, thì các bạn sẽ quay cái phần cài nút này nè các bạn, đi qua bên phải nha. Còn nếu mà các bạn muốn cái này bên trái á, thì các bạn sẽ quay cái cài nút này qua bên trái. Rất là đơn giản thôi. Ở đây là mình làm cái chiếc trái rồi nè, cho nên là mình sẽ làm cái chiếc phải. Thì mình sẽ khâu cái chỗ này nè, cố định lại ở bên đây nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là 1, 2, 3 3 chân móc. Các bạn sẽ đâm kim ở vòng vòng cái chân móc thứ ba này nè các bạn, thứ 1, 2, 3 đó, để cố định lại nè đó. Rồi các bạn luồn qua cái chân ở giữa này. Rồi các bạn sẽ làm từ từ cho mình nè. Rồi chúng ta cố định được một cái chân móc rồi đó. Chân móc tiếp theo, rồi các bạn đưa về đây tiếp tục. Rồi các bạn lại đưa qua cái chân móc tiếp theo. Và chúng ta lại đưa về cái điểm này. Làm như vậy là nó rất là chắc chắn nha các bạn. Rồi thêm một lần nữa ở bên chân móc này đi các bạn. Rồi chúng ta đưa về cái điểm giữa nữa. Rồi như vậy là nó đã khá là chắc chắn rồi đó các bạn. Các bạn sẽ đưa cái phần này nè xuống phía dưới để chúng ta giấu luôn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cái phần len đó đi nha. Rồi chúng ta sẽ luồn cái phần dây này qua bên chỗ cái lỗ này. Rồi chúng ta sẽ may cái phần nút ở chỗ này luôn nha các bạn nè. Đếm 1, 2, 3 nè. Đây chân móc đầu tiên nè, 1, 2, 3. Chúng ta đơm ngay chân chỗ này, làm dấu lại rồi các bạn sẽ đơm ngay chân chỗ này là được đó các bạn. Mình thường làm như vậy đó, mấy cái kia mình cũng làm như thế luôn á. Rồi một lát nữa các bạn sẽ đơm cái phần nút này cho mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái tay thỏ luôn đi các bạn, để cho cái nào cho nó xong luôn nha. Bây giờ các bạn cũng sẽ lấy cái phần màu vàng, mình sẽ làm ở phần bên trong là màu vàng, bên ngoài là màu trắng. Rồi nếu mà các bạn muốn cái tay thỏ này nó ngắn hơn thì các bạn sẽ giảm số móc xích lại cho mình nha. Ở đây là mình sẽ làm 10 mũi móc xích nha các bạn. Móc lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mũi. Móc thêm một mũi nữa cho mình nha.
các bạn đâm kim vào trong móc thứ 10 á. Này cứ đâm kim đại đi các bạn. Móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Tới gần cuối hàng các bạn sẽ nẹp cái sợi len thừa đó vào trong mũi móc luôn nha. Chúng ta sẽ có 10 mũi móc đơn. Đây các bạn sẽ nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Rồi chúng ta sẽ kéo nó lại. Rồi các bạn sẽ cắt cái phần len này nha. Rồi lấy len màu trắng ra nha các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo cái len màu trắng này qua nè. Nẹp cái len màu trắng vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn lại móc là một mũi móc đơn. Bốn chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc đơn nha. Một vậy đó. Hai. Ba. Bốn. Năm chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi nửa kép. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Còn một chân móc cuối cùng ở đây, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc kép. Một. Rồi, chỗ đối diện nè các bạn, đây cái chân móc đối diện nè, chân móc này nè, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc kép vào đây. Một. Hai. Tiếp tục năm chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi nửa kép. Một. Hai rồi đó các bạn. 3, 4, 5. Rồi, còn 4 chân móc cuối cùng nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Các bạn sẽ móc mỗi chân làm mỗi mũi móc đơn nha. 1, nẹp cái phần len thừa nè các bạn. 2, 3, 4. Rồi, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta cũng sẽ cắt ra một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu và chúng ta kết cái hạt ngọc luôn nha các bạn. Và các bạn sẽ quay ở đằng sau nè, các bạn sẽ cắt đi những cái đoạn len thừa này đi. Rồi, chúng ta đã có được một cái tay thỏ dễ thương như thế này, rất là đơn giản cho cái đôi giày nha các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái tay thỏ tương tự như thế đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu gáp vào nha. Mình đã làm xong hai cái tay thỏ nè các bạn. Tổng cộng là các bạn sẽ làm bốn cái tay như thế này nha. Nếu mà các bạn không có cái phần hạt ngọc, các bạn có thể là chụm nó lại như thế này, rồi các bạn khâu và các bạn sẽ gáp vào, và các bạn sẽ móc một dải móc xích hoặc là bằng len cũng được nữa. Các bạn sẽ lấy cái len màu vàng, các bạn cuộn cái nơ hoặc là len màu hồng, màu xanh gì cũng được nha các bạn. Cuộn cái nơ ở chỗ này nè, ví dụ như đây, cuộn cái nơ cái nó dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái điểm để mà chúng ta sẽ gáp vào nha các bạn. Ở đây có 6 chân móc nè, và chúng ta sẽ chừa ra hai cái chân móc ở giữa để làm cái khoảng cách nha các bạn. Mình sẽ giống chân móc thứ hai nè, ở cái điểm này là chúng ta sẽ kết thúc. Rồi bỏ qua hai cái chân móc này, tới cái điểm chỗ này là chúng ta lại kết vào thêm một cái tay thỏ nữa. Thì ở đây các bạn sẽ lấy qua như thế này cho mình nè, đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn coi cái điểm này nó có giống thẳng qua bên chỗ cái phần hai không nè, xích qua một xíu. Rồi được rồi đó các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này nha.
kéo cái phần len này qua. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, các bạn kéo cái len này qua. Rồi các bạn lại đưa nó xuống phía dưới, đưa xuống phía dưới như thế này nè các bạn, kéo cái phần len này qua. Tiếp tục các bạn lại đưa cái phần kim khâu này đi lên, rồi đưa nó đi xuống phía dưới lại. Các bạn làm sẽ dễ hơn mình á, tại vì mình để ở xa người mình nè, cho nên là nó hơi khó hơn nè các bạn. Để gần á dễ lắm, hồi nãy mình khâu cái kia nó nhanh lắm. Rồi bây giờ chúng ta coi nè, đúng rồi nè các bạn nè, cái rồi như vậy là chúng ta lại làm một lần cuối cùng ở cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Đây, chúng ta sẽ đâm kim lên cái chân móc cuối cùng này. Rồi các bạn kéo cái phần len này qua, rồi đưa nó xuống phía dưới nha các bạn. Rồi xong một bên này nè, các bạn sẽ luồn lên phía trên nha. Đây, luồn lên phía trên này nè. Rồi các bạn sẽ luồn qua một lần để cột cái này lại nè. Rồi các bạn lại đưa cái len này xuống phía dưới nha, đưa cái kim khâu này nè xuống phía dưới cho nó cố định lại nha các bạn. Rồi các bạn kéo. Rồi đó, bây giờ các bạn lại đưa lên một lần nữa cho mình nè. Rồi lấy cái hạt ngọc ra đi các bạn, chúng ta sẽ xỏ qua 3 hạt nha. Cái hạt ngọc này hình như là 5mm hay gì á các bạn, nó nhỏ à, size nó nhỏ. Rồi ốm qua như thế nha các bạn. Rồi các bạn lại đưa cái này xuống phía dưới để cho nó cố định lại nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi coi nó có thẳng hàng chưa. Rồi nó như thế là được rồi đó các bạn. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần len xuống ở phía dưới này nha. Rồi đưa nó đi qua lại. Tại cái cây này nè các bạn, nó hơi nhỏ hơn so với cái cọng len á, cho nên kéo nó khó qua. Còn mình lấy cái cây kia thì nó dễ, nhưng mà cái đầu len nó hơi to, cái đầu chỗ nhọn này nè nó không có nhọn, nó khó móc hơn. Rồi chúng ta đã xong được một bên lỗ tai đó các bạn. Rồi các bạn sẽ khâu tiếp cái bên còn lại nha. Các bạn cũng sẽ xỏ qua cái kim khâu len cho mình đi. Ở đây là cái điểm của mình nè, mình sẽ đâm kim ngay chỗ này luôn nè các bạn. Khoảng cách của nó là hai cái mũi móc đơn ở phía trước nè. Rồi các bạn sẽ kéo cái này qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đâm kim lên ở phía trên nè. Rồi đâm kim xuống phía dưới. Rồi các bạn nối tương tự như là ở bên kia nha. Kéo qua, đưa xuống phía dưới, tiếp tục. Rồi, đưa lên phía trên. Các bạn làm tới cuối hàng này đi. Mình thấy là nó đã đều nhau rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa nó lên phía trên này nha, giống hệt như hồi nãy á. Rồi các bạn quấn một vòng. Rồi kéo cho nó chặt chặt lại các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa xuống phía dưới này, kéo qua. Rồi đưa lên phía trên này nha các bạn. Các bạn lấy cái hạt ngọc, tiếp tục 3 ngọc nha.
Bây giờ chúng ta cũng sẽ đưa nó qua. Đó các bạn, nó đã vừa đó. Các bạn cũng đưa nó xuống phía dưới này. Cố định cái hạt ngọc này lại. Rồi, xong rồi. Các bạn lật cái này lên. Rồi các bạn giấu cái phần len thừa này luôn nha. Rồi cái giấu phần len thừa, cắt len. Rồi các bạn sẽ mai cái phần nút bên đây cho mình. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Nếu mà có trang trí ở cái phần gót thì mình sẽ làm thêm cái phần gót nha các bạn. Để mình coi thử rồi. Nếu mà được thì mình sẽ trang trí cái cục bơm bơm màu trắng vàng. Để mình làm thử rồi mình cho các bạn xem nha. Mình đã làm cái cục bơm bơm bằng tay nè các bạn. Mình chập đôi màu trắng với màu vàng lại và quấn là 22 vòng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết vào nha. Mình sẽ để link làm cái bơm bơm bằng tay vào cái phần mô tả cho các bạn dễ tìm hơn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ canh ở cái điểm giữa nè các bạn. Nè, ở cái điểm giữa này các bạn sẽ đưa cái kim móc này kéo cái len qua. Khi mà làm các bạn sẽ chừa ra hai cọng như thế này cho mình nha, để mà chúng ta buộc lại các bạn. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ làm, các bạn canh cái điểm giữa là được các bạn. Bên đây các bạn cũng sẽ kéo cái phần này qua luôn nha. Rồi chúng ta sẽ cột lại đó các bạn, điểm giữa là được. Điểm giữa ở chỗ hai cái lỗ tai nữa nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ cột nó lại. Rồi, như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Các bạn cột một lần thôi nha. Các bạn đưa cái kim khâu len vào, giấu cái phần len thừa này. Cộng bên trái thì mình sẽ giấu bên trái, cộng bên phải thì mình sẽ giấu bên phải nha các bạn. Để thêm cái phần trắng vàng ở phía sau á, cái nó thấy nó đều hơn, nó không có bị vàng quá á các bạn. Rồi, còn một ít nữa nè, mình luồn vào, đưa nó về chỗ này luôn. Rồi, hồi nữa chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn cũng sẽ luồn cái này qua đây. Rồi chúng ta sẽ cắt len, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta hoàn thiện được cái sản phẩm nha các bạn. Đây các bạn, thành phẩm của chúng ta đây, rất là dễ cưng luôn. Cái này rất là ôm cái bàn chân của bé nè các bạn, nó đứng phơm nữa. Khi mà mang vào là bảo đảm cho các bạn là rất là thấy cưng. Ở clip trước mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn cái nón tay thỏ rồi đó. Mình cũng sẽ để link hướng dẫn cái nón tay thỏ này với cái giày thỏ này để cho các bạn móc được nguyên cái combo cho bé luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu giày này á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Và nếu mà tiện các bạn bình luận ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu giày thỏ ngọc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.